ba ruột wendy lên tiếng đính chính vợ tôi còn sống như chúng tôi đã thông tin đến quý vị trong bản tin trước thì gần đây trên mạng xã hội liên tục rầm rộ tin đồn cho rằng phi nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại một trong những bệnh viện lớn nhất tại mỹ thông tin này không chỉ được lan truyền trong nước mà ngay cả những người hâm mộ phi nhung tại mỹ cũng nghi ngờ độ xác thật của thông tin này để cung cấp đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất thì chúng tôi đã liên lạc với bố ruột của wendy anh phạm trung để có buổi phỏng vấn cụ thể về tình hình hiện tại của Phi Nhung và những thông tin hành lang về việc Phi Nhung còn sống. Sắp hơn nữa là một thông tin chấn động mà bố Wendy đã cung cấp cho chúng tôi. Cụ thể toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn này là gì và bí mật mà bố ruột Wendy đang nắm giữ kinh khủng đến mức nào thì xin mời quý vị và các bạn xem tiếp bản tin ngay sau đây. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung mỗi ngày. Cụ thể vào sáng nay, chúng tôi đã liên lạc được với bố ruột của Wendy để sắp xếp một cuộc phỏng vấn liên quan đến ca sĩ Phi Nhung. Trong cuộc phỏng vấn, anh tiết lộ rất nhiều thứ, từ sức khỏe hiện tại của Phi Nhung cho đến quá trình điều trị tại Mỹ. Sốc hơn nữa là cái chết giả dạ của Phi Nhung, anh cho biết, ngay từ giai đoạn đầu phát hiện mắc Covid-19, Phi Nhung nhập viện Gia An 1-1 năm, sau đó sức khỏe chuyển nặng và phải chuyển qua bệnh viện chợ rẫy để điều trị. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn không mấy khả quan, cộng thêm lùm xùm ăn chặn tiền cách xe của Hồ Văn Cường do bà Nguyễn Phương Hằng khui ra. Vậy nên gia đình đã quyết định sẽ đưa Phi Nhung âm thầm sang Mỹ để điều trị. Về việc làm đám tang giả cũng nhằm mục đích tránh né dư luận. Hơn nữa anh cho biết sức khỏe hiện nay của Phi Nhung đã ổn định hơn, có thể xuất viện sớm và sẽ có một thông báo đặc biệt quan trọng anh muốn gửi đến cho những người hâm mộ Phi Nhung. Đó là Phi Nhung sẽ về Việt Nam trong thời gian tới và quay trở lại showbiz. Đây là thông tin cực kỳ vui dành cho những ai luôn yêu mến giọng hát của ca sĩ Phi Nhung. Sau khi cập nhật những thông tin quý giá này đến người hâm mộ, thì ai nấy đều vui mừng, chúc mừng cho ca sĩ Phi Nhung đã tài qua nạn khỏi. Nhưng bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng chia làm hai lũ ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Phi Nhung giải chết như vậy là đúng, bởi có quá nhiều thị phi và lầm sầm từ trên trời rơi xuống, được tạo ra bởi vị CEO nào đó nên việc giả chết là cách tốt nhất để dập tan mọi tin đồn và tránh những điều tiếng không hay về mình. Nhưng bên còn lại cho rằng, sau khi điều trị xong thì Phi Nhung phải lãnh mọi hậu quả do mình gây ra, bởi việc giả chết còn làm đấm tan giả, đã lấy đi không ít nước mắt của những người yêu mến Phi Nhung là một điều không chấp nhận được. Pháp luật nên vào cuộc giải quyết việc của Phi Nhung. Trên mạng xã hội hiện vẫn đang tranh cãi không ngừng về sự việc Phi Nhung vẫn còn sống. Còn bạn bạn nghĩ sao về sự việc này? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến các bạn nhiều thông tin hơn về ca sĩ Phi Nhung trong bản tin sau. Mạnh Quỳnh thừa nhận cái chết của Phi Nhung chỉ là dàn dựng. Hôm nay xin mời các bạn cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình của Phi Nhung. Những ngày qua gần đây thì thông tin ca sĩ Phi Nhung còn sống đã làm chấn động dư luận cả trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó cũng râm ran nhiều tin đồn cho rằng Phi Nhung dựng nên màn kịch giả chết này để nhằm trốn tránh thị phi liên quan đến con nuôi Hồ Văn Cường và hôm nay thật bất ngờ trong một hội nhóm kín lại nổ ra một vụ việc vô cùng sốc theo nhiều nguồn thông tin chúng tôi thu nhập được thì cái chết giả của phi nhung có liên quan đến một nam ca sĩ vô cùng nổi tiếng tại việt nam lẫn hải ngoại người này đã cùng nhúng tay xây dựng nên kịch bản giả chết và đánh tráo quan tài của phi nhung người này không ai khác chính là người tình sân khấu đã cùng đồng hành với phi nhung trong suốt nhiều năm qua nam ca sĩ mạnh quỳnh theo như thông tin trong hội nhóm này chia sẻ thì mạnh quỳnh đã bày kế giả chết cho phi nhung không những vậy anh còn là người liên tục tung tin về tình hình của phi nhung trong quá trình cô điều trị tại bệnh viện chợ rẫy để đánh lạc hướng dư luận sau đó anh còn âm thầm chỉ đạo phía ekip thực hiện đánh tráo quan tài nhằm đưa phi nhung sang mỹ để điều trị hiện tại vụ việc này vẫn chỉ là dự đoán của cộng đồng mạng và vẫn chưa tiến hành điều tra hay có kết luận từ phía cơ quan chức năng cách đây khoảng 2 tháng ngay khi có thông tin phi nhung qua đời trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông nam ca sĩ hải ngoại đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với người tình không bao giờ cưới theo đó anh nói phi nhung qua đời là một cú sốc lớn không chỉ với tôi mà còn với tất cả mọi người đến bây giờ sau hơn một tháng tôi vẫn chưa tin điều đó xảy ra tôi phải đối mặt với sự thật mà tôi không hề mong muốn này từ khi phi nhung qua đời cuộc sống của tôi trở nên buồn hơn cảm giác như mất đi một người thân vậy Tôi chỉ biết nhớ đến cô ấy rất nhiều và thường xuyên xem lại những bài hát mà chúng tôi từng diễn chung từ trước. Từng là người tình trong mộng của ca sĩ Phi Nhung, thời gian gần đây anh lại thường xuyên được nữ ca sĩ công khai bày tỏ tình cảm trên truyền hình, cảm giác của anh ra sao. Tôi và Phi Nhung đã có dịp làm chung với nhau rất nhiều lần trên sân khấu trong và ngoài nước. Cũng chính vì được khán giả yêu quý nên thi thoảng cả hai đứa cũng trêu chọc nhau một chút cho khán giả xem, mọi thứ chỉ đơn giản là vậy. Nhưng Mạnh Quỳnh chia sẻ anh và Phi Nhung thực tế có tình cảm với nhau, nhưng cả hai luôn biết tiết chế để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Có lẽ thứ tình cảm này xuất hiện từ khi hai người mới gặp nhau và bắt đầu hợp tác trên sân khấu. Nhưng sau khi người tên âm nhạc qua đời, người hâm mộ cũng chỉ biết cầu nguyện cho Phi Nhung sớm siêu thoát. Một người đã dành cả đời để làm từ thiện, những việc Phi Nhung đã làm, những bài hát Phi Nhung đã hát sẽ còn mãi trong chúng ta. Cuối cùng chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến Mạnh Quỳnh và chúc anh luôn hạnh phúc với vợ con, cũng như tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật sắp tới. Hiện tại sự việc liệu nam ca sĩ hải ngoại có liên quan hay không đến cái chết giả của Phi Nhung thì phải cần cơ quan điều tra vào cuộc xác minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến chào quý vị ngay khi có thông tin mới nhất. Phi Nhung bị lộ kế hoạch vì cháu ngoại, dấu đầu cũng lòi đuôi. Vào ngày hôm nay trên mạng xã hội bỗng rầm rộ một thông tin vô cùng chấn động đó là ca sĩ phi nhung vẫn còn sống và điều này được chính miệng cháu ngoại của phi nhung tức con trai của wendy tiết lộ ngay sau đó wendy đã phải lập tức lên tiếng đính chính thông tin này đồng thời cũng tiết lộ luôn một bí mật đã giấu kính suốt hai tháng qua và cụ thể bí mật động trời mà con gái của phi nhung đã giấu là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy xem tiếp bản tin ngay sau đây cụ thể vừa qua trong đoạn clip wendy đăng tải vào ngày sinh nhật của con trai cũng chính là cháu ngoại của phi nhung trong clip có thể thấy cả gia đình bao gồm sự có mặt luôn bố ruột của wendy đều đang tổ chức tiệc sinh nhật rất vui vẻ và ấm cúng tuy nhiên người hâm mộ bất ngờ soi ra được một đoạn ngắn ngay giữa video khi camera quay tới con trai của wendy thì thấy cháu bé như đang gọi một ai đó lại gần tuy âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng nhiều người tên ý vẫn nhận ra được cháu đang gọi tên của bà ngoại chính là ca sĩ phi nhung ngay sau đó thì trong video xuất hiện một gương mặt rất đổi quen thuộc. Tuy đã nhanh chóng chuyển gốc quay, nhưng người xem vẫn có thể nhận ra được đó là gương mặt của Phi Nhung. Sau sự việc này thì trên mạng xã hội ngay lập tức dậy sóng cũng phải thôi, bởi ca sĩ Phi Nhung đã mất hai tháng nay, sao lại đột nhiên xuất hiện một người giống Phi Nhung đến ngỡ ngàng như vậy được. Thậm chí nhiều người còn đồn đoán một chuyện rất kinh khủng, rằng ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống, dù chỉ với vài giây ngắn ngủi, thì sự việc này cũng đã khiến cư dân mạng vô cùng bàng hoàng và có lẽ vì thấy không nên để sự việc đi quá xa thì ngay lập tức wendy đã mở livestream lên tiên đính chính trong livestream cô cúi đầu xin lỗi khán giả vì đoạn clip không mong muốn trên ngoài ra cô cũng gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã dành lời chúc mừng đến con trai của cô tuy nhiên trong suốt buổi livestream wendy không hề nhắc đến vụ việc phi nhung xuất hiện trong đoạn clip hay không có một lời giải thích nào về việc ca sĩ Phi Nhung còn sống hay đã mất, điều này lại càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ, cho rằng Wendy đang che giấu một bí mật động trời nào đó đằng sau cái chết của ca sĩ Phi Nhung. Phía dưới phần bình luận thì cộng đồng mạng cũng chia làm rất nhiều lũ ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng nếu thật sự Phi Nhung vẫn còn sống thì đây là một điều rất đáng vui mừng, chúng ta hãy bỏ qua cho Phi Nhung để cô sớm trở lại với sân khấu và vẫn là một cô ca sĩ được hàng triệu người yêu mến. Bên còn lại lại cho rằng không thể chấp nhận vì Phi Nhung qua mặt dư luận bằng cách già chết như vậy được. Rất nhiều người đã rơi nước mắt vì Phi Nhung. Cần làm rõ điều này và Phi Nhung phải ra mặt để giải thích rõ mọi chuyện. Hiện tại những thông tin này vẫn chưa được phía Wendy công bố chính thức và ở những bản tin sau, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin chi tiết và chính xác hơn về sự việc này.